Ai chào mọi người, em có hai cái xin được qua i300 nó đẹp quá mọi người. Này là cái đầu máy không? Đầu máy này lửa rồi nó còn dây đâu nha mọi người. Tại nó mất cái ốc dữ thôi. Chế nó còn đầy đủ này. Con này cái lốc máy nó như mới luôn nha. Như mới. Này, cái lốc máy nó như mới luôn. Work of làm quá đẹp luôn. Không có làm sức. Mấy con này tôi hơi quá quá đã luôn. Con này thì về không có nắp xanh. Con này về chỉ cần mua cái nắp xanh nữa là với bộ làm sức là cánh thôi. Quá đẹp. Bán cả hai con luôn nha. Này nó cũng chả có nắp xanh. 300 được có cái làm. Kéo hơi thử xem nha mọi người. Ui hơi này bao hơi cũng được mà. Hai con này hơi thôi các bạn. Cặp này để cho 1,3 triệu nha, không bao ship. Đó. Mua thì chuyển khoản vào số tài khoản phần mô tả giúp em, chắc chắn là dọn lên được rồi đó. Chỉ có thiếu một cái nắp xăng thôi. Xăng dòng này thì nó nhiều. 1,3 triệu nha, một cặp nha, cả hai con, không bao ship nha, không bán lẻ, không tách lẻ nha. Mua thì chuyển khoản vào số tài khoản phòng mô tả giúp chị em. Hai con này nó thẳng ra là dọn lên. Con này nè, con này nó đẹp cực kỳ luôn. Con này thì cũng đẹp. Màu nói chung hai con màu nó đều đỏ. 1,3 triệu nha mọi người, không bao ship. Mua thì chuyển khoản vào số tài khoản trong phòng mô tả đó. Đọc số tài khoản trong đó rồi chuyển khoản, nhắn địa chỉ cho em ha.